辞める職人が出ないようにいろいろな方法を考えたいですと話しています。Vừa qua, thành phố Wajima ở tỉnh Ishikawa bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất ở bán đảo Noto. Nhiều xưởng sản xuất sơn mài Wajima Nuri ở địa phương bị thiệt hại nặng và chưa rõ khi nào mới có thể hoạt động trở lại. Sau đây, chúng ta cùng lắng nghe một số câu có các từ khóa và cách diễn đạt hữu ích trong bài.